Rồi, hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi nè. Rồi, nay có cái khung xe đẩy nha anh em. Khung này thu dây nha, tự thu dây nè, có cần gạt nè, gạt thu dây nè. Thì dây này dây 8 ly. Nó bị chốc cái nước sơn ngoài này ha. Bàn này chắc cũng cỡ 80-90 m nha anh em ha. Là đẹp, sơn zin nó chốc nhẹ nè. Đó. Tắp lô đồ đầy đủ, dây cugo nè, bánh xe nè. À, nguyên bộ anh em, anh em mua thì liên hệ em qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề. Chống sắn nó còn đầy đủ nè, này dây nhợi nè, chống sắn nó còn đầy đủ nè ha. Rồi nguyên bộ, nguyên khung tay lái rồi, không bể dở gì nha. Đó, anh em mua thì liên hệ em qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề hoặc Zalo anh nha.